Bền bỉ triển khai nhiều hoạt động nhân đạo từ thiện, các cấp hội chữ thập đỏ huyện Thủy Nguyên đã khẳng định vai trò nòng cốt, là cầu nối và điều phối với mục tiêu huy động, kết nối tấm lòng nhân ái của các tổ chức, đơn vị, cá nhân để cùng sẻ chia, trao cơ hội, mang lại niềm tin, hạnh phúc, sự khởi đầu mới tốt đẹp hơn cho những người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trên địa bàn, góp phần bồi đắp, lan tỏa giá trị nhân ái, nhân văn tới cộng đồng xã hội. Đặc biệt, nhiệm kỳ 2016-2021 vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, tranh thủ sự quan tâm, hỗ trợ của Hội Chữ thập đỏ thành phố, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và được các ban ngành đoàn thể của huyện phối hợp đồng bộ hiệu quả. Cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ huyện Thủy Nguyên đã nỗ lực thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Các phong trào, các cuộc vận động mang dấu ấn của hội được triển khai sâu rộng, có sức lan tỏa, đã góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Hội Chữ thập đỏ huyện Thủy Nguyên hiện có 38 hội chữ thập đỏ cơ sở với tổng số 20.180 cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên. Trong những năm qua, các cấp hội chữ thập đỏ trên địa bàn huyện triển khai hiệu quả công tác cứu trợ, giúp đỡ đối tượng chính sách, người nghèo, người khuyết tật, trẻ em mồ côi, người yếu thế trong xã hội. Từ đó khơi dậy lòng nhân ái của các tầng lớp nhân dân, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng và thu hút nhiều cơ quan, tổ chức tham gia. Với tinh thần tương thân tương ái, Hội Chữ thập đỏ huyện Thủy Nguyên đã gắn kết tấm lòng hảo tâm, mạnh thường quân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước chung tay đóng góp ủng hộ các hoạt động nhân đạo từ thiện. Chọn đúng người, đúng đối tượng khó khăn là tiêu chí mà Hội Chữ thập đỏ huyện đưa ra để tặng quà hay giúp đỡ. Đó là cách làm đã tạo uy tín cho hội, kết nối bao trái tim gần xa, sẻ chia hỗ trợ đến những hoàn cảnh nghèo khó, gặp hoạn nạn ở địa phương. Trong 5 năm, thông qua phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, các cấp hội chữ thập đỏ trong toàn huyện đã tặng hàng nghìn suất quà trị giá hàng tỷ đồng, đồng thời triển khai nhiều hoạt động trợ giúp xã hội như thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, người có công nhân dịp lễ Tết, trợ cấp đột xuất cho nhiều đối tượng, trao học bổng cho những em học sinh nghèo, nạn nhân chất độc da cam. Đặc biệt, phong trào mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo đã được các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện hưởng ứng tích cực và hỗ trợ thường xuyên bền vững. Trong 5 năm, đã có 1.500 lượt người được trợ cấp đột xuất với tổng trị giá trên 920 triệu đồng, 170 lượt người được trợ dưỡng thường xuyên với tổng kinh phí thực hiện trên 622 triệu đồng. Với công tác cứu trợ, Hội Chữ thập đỏ huyện phối hợp duy trì đều đặn, vận động xây dựng nhà chữ thập đỏ, trao tặng tủ thuốc cho ngư dân đánh bắt xa bờ, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho người nghèo, gia đình chính sách. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Chữ thập đỏ huyện đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch phối hợp với các ngành y tế, tổ chức tư vấn sức khỏe, khám bệnh nhân đạo và cấp thuốc miễn phí cho trên 9.100 lượt người thuộc đối tượng chính sách, người già cô đơn, trẻ mồ côi, người tàn tật và nạn nhân chất độc da cam với tổng trị giá 671 triệu đồng. Cùng với việc triển khai nhiều hoạt động từ thiện nhân đạo, các cấp hội còn triển khai nhiều hoạt động cứu trợ, giúp đỡ nhân dân vùng thiên tai, bão lũ, đồng bào vùng sâu, vùng cao. Đặc biệt, khi đại dịch COVID-19 bùng phát, các cấp hội đã chuẩn bị sẵn sàng mọi nguồn lực, nhu yếu phẩm, phục vụ công tác phòng chống dịch. Đã vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tặng quà các gia đình khó khăn ảnh hưởng bởi dịch bệnh, gồm gạo, mì tôm, khẩu trang, nước sát khuẩn. Một trong những hoạt động nổi bật cho công tác từ thiện nhân đạo của các cấp hội đó chính là tranh thủ sự giúp đỡ của doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà chữ thập đỏ cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã phối hợp tham gia xây dựng 10 ngôi nhà chữ thập đỏ tại các xã Liên Khê, Lập Lễ, Phả Lễ và thị trấn Minh Đức với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng. Với ý nghĩa nhân văn cao cả trong việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng, chương trình hiến máu tình nguyện đã đi vào nề nếp, trở thành hoạt động truyền thống của Hội Chữ thập đỏ. Từ năm 2016 đến nay, Ban chỉ đạo vận động hiến máu của huyện đã chỉ đạo phối hợp các cấp, các ngành, các đoàn thể trên địa bàn huyện lồng ghép tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, đoàn viên, tình nguyện viên và nhân dân về nghĩa cử cao đẹp của việc hiến máu tình nguyện nhân ngày lễ hội Xuân Hồng, ngày hiến máu tình nguyện, chiến dịch những giọt máu hồng.
Lượng máu tiếp nhận hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch giao. Trong nhiệm kỳ, các cấp hội đã tuyên truyền vận động hiến được 3.368 đơn vị máu, góp phần chung tay giải quyết được tình trạng khan hiếm máu trong cấp cứu và điều trị tại các bệnh viện. Có thể khẳng định, nhiệm kỳ 2016-2021, Hội Chữ thập đỏ huyện Thủy Nguyên đã để lại nhiều dấu ấn trong các phong trào, các cuộc vận động nhân đạo, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, an sinh xã hội của huyện. Ở đâu có hoạt động nhân đạo, ở đó có vai trò, hình ảnh của Hội Chữ thập đỏ. Ở đâu có người nghèo, người dễ bị tổn thương, ở đó có sự trợ giúp, chia sẻ của đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ, giúp người dân vượt qua hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Những kết quả đó là từ sự trách nhiệm, tâm huyết, phong trào của đội ngũ cán bộ hội các cấp, sự ủng hộ của đông đảo hội viên và lực lượng tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ. Hoạt động của hội ngày càng thu hút sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm của đông đảo tổ chức và nhân dân. Vai trò nòng cốt là cầu nối trong các hoạt động nhân đạo của hội ngày càng được khẳng định. Các phong trào của vận động nhân đạo ngày càng lan tỏa. Với thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, hàng trăm tập thể, cá nhân được Trung ương hội, thành hội, ủy ban dân thành phố, ủy ban dân huyện tặng kỷ niệm chương, bằng khen, giấy khen, ghi nhận những đóng góp trong công tác nhân đạo từ thiện. Đặc biệt, Hội Chữ thập đỏ huyện Thủy Nguyên đã được Trung ương hội và Ủy ban nhân dân thành phố tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào Chữ thập đỏ. Phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2022-2027, Hội Chữ thập đỏ của huyện Thủy Nguyên tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và thực hiện tốt công tác nhân đạo, đặc biệt là phong trào Tết vì nghèo và nạn nhân chất độc da cam. Cuộc vận động những đồng tiền nhỏ vì nghĩa tình lớn để có kinh phí tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bớt đi những khó khăn để học tập tốt hơn và sẽ làm tốt công tác vận động hiến máu tình nguyện của huyện, phấn đấu là một năm đạt 1.500 đơn vị máu, đạt 150% của Ủy ban dân thành phố giao và làm tốt công tác nhân đạo. Hội Chữ thập đỏ huyện là lực lượng nòng cốt tham mưu giúp huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện trong công tác nhân đạo để đảm bảo an sinh xã hội, góp phần xây dựng quê hương Thủy Nguyên ngày một văn minh và giàu đẹp, phấn đấu là huyện Thủy Nguyên sẽ trở thành thành phố trong tương lai. Mặc dù còn không ít khó khăn thử thách, song với những kết quả đã đạt được, cùng truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Hội Chữ thập đỏ thành phố, của huyện ủy và ủy ban dân huyện, cán bộ, hội viên Hội Chữ thập đỏ huyện Thủy Nguyên quyết tâm phấn đấu thi đua yêu nước, làm nhiều việc thiện, đẩy mạnh phong trào hoạt động Chữ thập đỏ và công tác nhân đạo, làm cho những giá trị truyền thống nhân văn, nhân ái và tinh thần nhân đạo ngày càng được tỏa sáng trên quê hương Thủy Nguyên anh hùng quật khởi.